Thưa quý vị, hiện tại thì bây giờ đang là buổi chiều, trời cũng chập choạng tối rồi, hoàng hôn dần khuất sau những đám mây rồi. Đó, thì mình đang có mặt tại một cái khu nghĩa trang của bên Đạo Chúa ở trong nghĩa trang Bình Hưng Hòa thưa quý vị. Và phía đằng sau mình có một tượng Chúa Giê-xu. Thì nơi đây là cái nơi mà hồi đó những cha xứ làm lễ, làm những cái nghi thức mà đưa linh cữu của người đã khuất về nơi an nghỉ cuối cùng. Phong cảnh rất là hữu tình luôn quý vị. Nơi đây thì bị rất là trống rồi. Người ta đã chặt cây san bằng luôn. Ở đây bây giờ đã thành bình địa rồi. Vài tháng trước thôi, vào mùa mưa thì chúng ta không thể nhìn thấy ở phía xa, ở trong cái khu này được. Bởi vì cây cỏ rất là nhiều luôn quý vị. Và ở đây còn vài cái ngôi mộ lẻ tẻ. Mình nghĩ những ngôi mộ này là thân nhân họ yêu cầu họ tới ngày thanh minh họ bóc đi, cũng gần tới rồi. Xa xa ngoài kia là đường Tân Kỳ Tân Quý thưa quý vị. Ở đây có một cây bồ đề nè, mọc nguyên chùm luôn. Ở đây còn hai ngôi mộ của em bé, thì cái khu này chôn em bé cũng rất là nhiều luôn. Thì đây là một cái nghĩa trang của một cái giáo xứ ở bên Tân Phú, cũng kế bên đây thôi, cũng khá là lâu rồi. Bây giờ còn lại một cái tàn tích, đó là cái thánh giá, cái bàn làm lễ của cha xứ nè. Tượng Chúa Giê-xu đã bị nát hết phần nửa rồi. Chúng ta có thể thấy được những cái cây sắt nó lồi ra. Nhìn rất là ghê luôn. Bây giờ thì trời cũng chập choạng tối. Trong này còn khá là nhiều cây luôn quý vị. Có máy bay bay. Đây thì cứ 5 tới 7 phút là máy bay sẽ bay một lần. Wow. Có những cái vôi trắng mà người ta rải nè. Những cái mộ này thì được bóc tập trung gần đây thôi. Đó. Tôi đang có mặt tại một cái cây rất là to luôn. Cây này cái tàn to ghê luôn quý vị. Và mình thấy hình như là ở dưới có đồ đạc của một ai đó. Ồ, có người ngủ trong đây luôn á quý vị. Wow. Không ngờ ở đây cũng có người ngủ ha. Đó, mình có thể thấy được những cái võng nè. Và đồ của người ta. Thì xung quanh cái cây này lúc trước chắc chắn cũng có rất là nhiều mộ. Đó, người ta bốc lên. Đây rất là nhiều mộ luôn quý vị. Người ta bóc lên hết rồi, người ta rải vôi trắng nè. Mình đi vô cái cây này cứ tưởng là nó y như là một cái động vậy đó. Nó phủ toàn bộ luôn, quý vị thấy không? Những cái rễ nó nè, từ ở trên nhánh mà nó đâm xuống tới dưới đất luôn. Đó, và mình có thể thấy được bên kia là có một anh đang đập sắt. Anh ta đang đọc khí thế luôn quý vị. Thì những người này cũng nghèo thôi, mới vô đây kiếm sống mưu sinh. Chắc là cái chỗ này của anh ấy tá túc quý vị. Thì bên đây là một cái bờ tường nè. Đó, cái bờ tường này thì bên đó là nhà dân ở không à. Đó là ranh giới của dương, còn bên đây là âm. Ở bên đây thì thành bình địa hết trơn rồi. Mình sẽ đi vào trong đây khám phá. Wow.
Đây là một cái lư mà người ta đốt nhang nè. Đó. Chắc là có ở trong một cái mộ nào quý vị. Có đồng hồ luôn. Có đồng hồ để coi giờ luôn nha. Ở đây hình như là kế một cái công ty hay gì đó. Mình thấy được cái hút gió. Wow. Có những cái bọc ni lông á, sao mà nó treo lủng lẳng ở trên cây. Nó bay phấp phới, nhìn khá là ghê. Chỗ này nếu mà bình thường đi vào chắc chắn là rất là lạnh người luôn quý vị. Ở đây nè, cái ống hút gió nè. Cái này chắc là của một cái công ty. Đó, quý vị thấy không, những cái lỗ dưới đây nè. Đó. Đây mộ người ta đào một cái hố nhỏ thôi là người ta móc lên. Ồ, chim chóc cũng khá là nhiều ha. Có chim cu, có cả con diều nữa chứ. Có ai thả diều bị lạc vô đây luôn quý vị. Những ngôi mộ ở đây thấy rất là lớn luôn. Có lẽ lúc trước là gia chủ cũng rất là bề thế. Ở đây có cây sung, cây sung có trái luôn. Và những cái quần áo đồ được móc trên cây khá là cao luôn. Mình không hiểu sao mà nó lại có thể móc trên đó được. Những cái hố ớn lạnh. Ở dưới hình như là có đồ nữa. Đồ này không biết của người đã mất hay sao. Khu vực này thì bên đạo Thiên Chúa không thôi. Đó, quý vị thấy không? Đó, cửa sổ nhà dân nè. Còn ở dưới đây nè. Đó, là nghĩa địa. Tường thì bị phủ bởi một lớp cỏ. Cỏ nó mọc dây, nó phủ hết trơn. Wow. Bên đây là những cây trứng cá. Đó, chúng ta có thể thấy được. Nó rất là rậm rạp luôn. Những cái cây mà ở trong nghĩa địa thì mình thấy có cảm giác như là nó tốt hơn bình thường thì phải. Nó tốt nó mới rậm rạp tới cỡ đó. Ở đây người ta bóc cốt lên rồi, người ta đẩy những cái bia xuống luôn. Thì theo mình thấy là cái khu này hình như là hết những phần mộ rồi. Chỉ còn ở trong ở ngoài thôi. Ở phía ngoài là còn vài những một hai ngôi mộ. Thân nhân đợi tới mùa thanh minh thôi. Đây là hết rồi. Dưới gốc cây này khá là tâm linh luôn quý vị. Quý vị thấy không? Khá là lâu đời rồi. Và có những cái tấm hình thờ nè. Khá là nhiều luôn ha. Nó cảm giác như là âm khí rất là nặng nề luôn á. Có tượng ông địa nữa nè. Cái khu vực hồi nãy âm khí khá là nặng nề. Cho nên mình đi ra ngoài đây cho thông thoáng một tí xíu. Quay cảnh xung quanh cho quý vị xem. Thì ở đây có rất là nhiều giáo xứ. Mỗi một giáo xứ là có một cây thánh giá khác nhau đó quý vị. Ở đây nè. Ở đây thì bây giờ thành một cái bãi đất trống rồi. Nhìn khá là thoáng mát luôn ha.
ống khói của lò thiêu Bình Hưng Hòa buổi chiều vẫn có khói, dường như là ở đây là họ hoạt động full time. Đó, bây giờ khói rất là nhiều luôn quý vị. Đó, mình đang đi vào một cái cây thánh giá của giáo xứ Sa Châu. Thì ở đây rất là lâu rồi. Ở đằng trước cây thánh giá này mình thấy có một cái mộ nè. Mình nghĩ cái mộ này là của một cái vị đồ cũng có quyền, chắc là của linh mục á, của một linh mục đã được chôn ở trước đây, và cái bàn làm lễ là ở đó. Chúng ta có thể thấy được cái chữ Sa Châu nằm ở phía trước. Ở trên có ghi tên nè, Phêrô nè. Không có dấu cho nên là mình đọc không có được, quý vị đọc đi ha. Trần Ngọc Quý, Francisco Trần Ngọc Quý. Cây thánh giá này còn rất là nguyên dạng luôn. Mình thấy theo thời gian thì nó bị bong tróc nhẹ thôi, tại vì nó được sơn lên một cái lớp mà màu trắng. Và bên kia có một cây thánh giá nữa quý vị. Ở đây rất là nhiều thánh giá luôn ha. Ồ, khu này khá là nhiều lỗ, mình đi phải cẩn thận. Wow. Thì cái bãi này cũng còn một vài cái ngôi mộ quý vị. Đó, mộ của bên đạo Thiên Chúa. Đó, chắc họ cũng để dịp thanh minh. Và đây là một cái phần nghĩa trang khác của bên đạo Thiên Chúa nữa. Đó là nghĩa trang giáo xứ Đồng Hương thôn Bắc nha. Thành lập mùng 2 tháng 4 năm 1991 thưa quý vị. Và cái cây thánh giá này thì nó hơi nhỏ thôi, nó không có to. Ở phía đằng sau kia còn một cây thánh giá nữa kìa. Đó là một cái khu nghĩa trang cũng khác nữa. Mình đi qua bên đây xem thử. Wow, nhiều cái lỗ quá quý vị. Đây là một cái võng nè. Mình nghĩ là có người họ lại đây họ nghỉ mát. Wow, che cái lều rồi ha. Ở đây khá là nhiều những cái cây người ta gom lại. Thì bữa mình cũng thấy có xe múc đó quý vị. Xe múc họ vào, họ ban, họ ủi hết cái khu này. Ở đây là một cây thánh giá nữa nè. Cây thánh giá này màu đỏ nha. Đây cũng sát một cái khu nhà dân. Mà cái nhà này mình thấy lạ quá. Còn có ai để nhang luôn, có ai để nhang để đốt luôn quý vị. Và cái điều đặc biệt ở đây là có một cái trụ bê tông khá là to bằng cái cột điện cao thế. Mình nghĩ chắc lúc trước là họ làm một cái bàn ở trên nữa. Và cái thánh giá nó màu đỏ nè, lấp ló sau một cái cây bồ đề khá là nhỏ, nhưng mà cái cây bồ đề này khá là cao luôn. Như là cái kiểu cách của họ rất là đặc biệt, sơn màu đỏ bị bong tróc. Wow. Giờ trời cũng chập choạng tối rồi, thấy khá là mát. Ở đây buổi chiều công nhận là gió mát mẻ thiệt quý vị. Đó, chúng ta có thể thấy được những cái ngôi mộ bằng đất bị lúng tấm bia hết phần nửa luôn. Và khu này đó, mình thấy còn khá là nhiều những ngôi mộ đất chưa được bóc lên. Và ở đây nữa nè, mình không thể thấy được rõ những cái chữ ở trên bia nữa. Ở đây mình nghĩ là mộ chắc của trẻ em, cho nên là cái quy mô cũng nhỏ thôi, không còn thấy rõ chữ nữa thưa quý vị. Số 559 nè. Ở phía sau đây là người ta trồng rau, chỗ khu dân cư. Chó nó sủa mình. Wow.
Rồi bây giờ chập choạng tối rồi, 6 giờ mấy á. Khu này mình thấy lẻ tẻ cũng vài cái. Có những chú mà đi móc gỗ à, bây giờ cũng còn hoạt động nữa. Đó. Đây có một ngôi mộ nữa. Wow. Đây người ta vô, người ta ủi, người ta dọn sạch luôn. Đó. Chỉ còn những cái đống nhánh cây thôi. Ồ, cây da tâm linh đã bị cắt trụi rồi quý vị. Đó. Cái tàn đó bữa mình thấy hết hồn luôn. Đó. Bao quanh xung quanh hết cái khu đó luôn mà. Bữa nay thì những người mà cưa cây á, họ đã cưa hết trơn rồi. Ồ, ở đây mình thấy bánh xe của xe múc nè. Chạy ngang qua. Tức ra nó chạy ngang qua mấy cái lỗ này mà nó không bị sập ta. Thì mình đang đi bộ rồi chuẩn bị đi ra ngoài chỗ kia để mình lấy xe quý vị. Thì đó mình đi bộ như là đi ở trong công viên vậy. Mặc dù ở đây là một cái nghĩa địa đã trở thành bình địa rồi. Nếu mà sau này thành công viên thì mình chắc chắn là cái người mà đầu tiên đi bộ đi dạo trong cái công viên này. Quý vị có thấy cái buổi tối chập choạng tối ở trong nghĩa trang Bình Hưng Hòa ha. Đó. Một cái cảnh mà nó rất là điều hiu vắng lặng luôn. Và bây giờ thì gió rất là dữ luôn quý vị. Đó. Mình đang đứng ở một cái ngã ba ngay chỗ này nè. Bên đây là ranh giới của đạo Phật và bên đây là ranh giới của đạo Chúa. Đó. Bây giờ thì trời cũng tối rồi, mình xin kết thúc video tại đây. Quý vị hãy like và đăng ký kênh giúp mình để nhận được những video mới nhất nha. Cảm ơn quý vị thời gian qua đã theo dõi. Bye bye quý vị.